còn khi được bạn đó là lớp chiều hôm nay, và con như vậy thì sẽ có lớp thứ hai cho cả lớp thời điểm ba để nhắc lớp thời điểm ba cho chuẩn bị. Còn trong lớp thời điểm ba là lớp thời điểm ba học, còn khi nhắc các thầy cô đang học sinh là trong phần thi để sang sẽ là phần thi trò chơi dành cho khán giả với phần chạy tiếp xúc do cô Kim Anh và thầy Vũ Hoàng điều hành. Và xin mời hai thầy cô chuẩn bị và các học sinh chúng ta đăng ký chơi chạy tiếp xúc với cô Kim Anh và thầy Vũ Hoàng. Vâng, xin cảm ơn phần dự thi của lớp 10D2. Xin mời lớp 10D3 đang di chuyển vào sân thi.